Giỏi. Chưa chắc ai mà đúng nhịp cũng hát hay đâu nha. À, mình hát hay. Rất nhiều người nha, có thể hát đúng rất đúng nhịp nhưng vẫn phô. I'm hurting baby. I reckon that. I'm hurting baby. I reckon that. I'm hurting baby. I reckon that. I need you loving, loving. When I without you, I'm something weird. You got me begging, begging. I'm on my knee. I don't wanna be needing your love. I just wanna be deep in your love. And it's killing me when you're away. Oops, baby, 'cause we don't care where you are. And I wanna be there where you are. I gotta get one little take. Come on, it's okay. Don't sleep. Won't you go? Cause I need little love and little sympathy. Ooh. Yeah, you show me good loving, make it alright. Needs a little sweetness in my life. It's so good. Yes, please. Won't you come and pour it on me? Wow. Bất ngờ chưa, ông già ta hát nhạc nước ngoài, thậm chí giả thanh hay như vậy mà kêu người ta quánh trống. Đẹp trai ghê chưa, thấy không, hát hay gì đó mà nỡ lòng nào chọn người ta. Hồi nãy người ta bỏ hàm râu xuống đi để cho người ta nhìn cái miệng. Ai biểu dạ, giả giả nha, chương trình của tình phê mà. Em trai giới thiệu về mình nào. Vâng, em tên là Nguyễn Thanh ạ. Nguyễn Thanh, em học ở đâu hay đi làm em rồi? Em học Hoa Sen, trường Hoa Sen ạ. Ừ. Em học về ngành gì? Em học về phát tờ rơi, marketing. Marketing. À, em có hay đi hát ở đâu bên ngoài không? Dạ, em cũng có đi hát dạo một vài chỗ. Hát dạo là dạo ở đâu em? Đó chứ em hát một vài quán cà phê. À, hát quán cà phê. Cảm ơn em rất là nhiều vì em đã đến với chương trình hôm nay. Tạm biệt em nha.